Rồi, chào mừng các bạn quay trở lại kênh Anna Channel nha. Hôm nay Anna có gì vui để giới thiệu cho các bạn không? Kẹo bốn mùa. Wow, sữa trái cây hả? Bây giờ mình sẽ lấy cái bánh mì ra. Đây bánh mì đây các bạn ơi. Bánh mì để làm gì đấy bạn Anna? Bánh mì để mình ăn đấy, nhưng mình phải trộn đều lên mình mới ăn được. Kiểu này rất là ngon đấy. Đổ lên trên. Mình sẽ bóc bánh đậu xanh ra cho các bạn xem. Bánh đậu xanh dòng vàng à, ngon dữ vậy. À, bánh đậu xanh Hòa An nè. Bây giờ Đó, mình các sẽ bạn có thèm không? lấy một cái này, hai cái chứ. À, bạn để lên xong rồi bắt đầu bạn ốp vào để ăn cùng với nhau hả? Chà, ngon thiệt luôn á. Đây mình Thế bạn ăn thử xem nào. từ từ mình làm chết đã. Ôi trời ơi, trời ơi. Bây giờ tôi sẽ ăn thử nha. Nhìn thấy ngon không? Hấp dẫn chưa? Hôm nay mình đi cắm trại đấy. Đây là lúc này cũng sẽ ngủ trong đây. À, bạn ăn ăn xong mà cắm cắm trại luôn đấy hả? Đâu cho xem ra trong cái trại của bạn là có những cái gì nào. Đầy đồ chơi đấy. Ôi ôi, trang trại nắm đồ chơi, cái trại của bạn nắm đồ chơi này á. Toàn đồ chơi gì đây, búp bê này, xe đạp này, nhiều ghê luôn á. Ôi đấy, bạn Anna nè, có túp lều công chúa nè, chui vào đây luôn hả? Đâu? Cái gì trong đấy á? Hả? Cửa sổ đâu? Đấy chà, có cửa sổ luôn. Hai cửa sổ luôn. Đấy à. Này có cơ thức lèo đẹp quá, da đẹp. À, thế là đi picnic là chui vào đấy luôn hả? À, giờ nó đang Bây ăn. giờ mình sẽ ăn sáng đi. À, ăn sáng hả? Ngon không? Tuyệt vời. Number one.
Bánh mì Anna ở đâu, mua ở đâu á? Ông nội mình mua cho. À, ông nội mình mua cho hả? À, cả bánh đậu xanh ai mua? Ừ. Tự bóc tự làm ăn vậy á, giỏi ghê á. Không cần uống nước là không sợ nghẹn à? À, bạn ăn xong bạn mới uống hả? Ở dưới bàn nhấn ra cho mình. Bye bye.